Do ăn vạ quá vụng về và lộ liễu, thủ môn Lyran Strauber đã bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Cụ thể phút 40 của trận đấu, đội Aya Golan đã được hưởng một quả phạt đền và chính ca sĩ nổi tiếng người Israel Ian Golan thực hiện quả đá phạt. Tuy nhiên, Ian Golan đã tung ra cú sút quá mạnh khiến bóng bay lên trời. Thủ môn Lyran Strauber đã liên tục có màn ăn mừng ngộ nghĩnh, thậm chí anh còn đến gần Ian Golan để chọc quê đối thủ. Hậu quả là thủ môn Lyran Strauber đã bị ca sĩ Ian Golan đẩy nhẹ vào mặt. Cú đẩy chẳng có gì đáng nói, nhưng Lyran Strauber lại cố ý té ngã phía sau ngay khi thấy trọng tài đi tới. Anh đã không qua mặt được trọng tài và anh đã phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhớ nhấn subscribe và chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Trên sân bóng, đôi khi sẽ có những tình huống hài hước khiến cho nhiều người không khỏi phì cười. Và đấy là những khoảnh khắc khi sân cỏ trở thành nơi tấu hài của các cầu thủ. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã bắt chuyện với chiếc ghế trống bên cạnh mình. Hẳn là ông cần ai đó để phàn nàn về màn trình diễn kém cỏi của đội bóng. Rất có thể đội ngũ phụ trách trang phục thi đấu của Bayern đã có sự nhầm lẫn dẫn tới tình trạng râu ông nọ cắm cằm bà kia và cầu thủ Jamal Musiala ra sân với chiếc áo đấu có in tên người đồng đội Tolisso. Zlatan Ibrahimovic từng bị đuổi khỏi sân theo cách vô cùng khó hiểu ở trận đấu giữa Milan và Parma, mà nguyên nhân có lẽ xuất phát từ hiểu lầm ngôn ngữ khi mà giữa họ đã xảy ra một tranh cãi về một pha phạm lỗi. Vị trọng tài này đã bất ngờ cắt còi để thổi phạt tình huống phạm lỗi trước đó ngay khi đội bóng này đang có lợi thế, và ông đã quỳ gối xuống sân ôm mặt đầy hối lỗi khi nhận ra sai lầm quá sơ đẳng của mình. Điều đó giúp cho ông nhận được sự cảm thông của cả cầu thủ hai đội. Một fan của Chelsea đã gây choáng với nhiều người qua việc bị bắt gặp đánh răng trong trận đấu của The Blues với Man United năm 2009 trên sân Stamford Bridge. Khi một cầu thủ bị thương trong một trận đấu bóng đá, nhân viên y tế sẽ đến để giúp anh ta. Những người mang cán có một chức năng quan trọng, đó là đẩy nhanh quá trình đưa cầu thủ bị chấn thương ra sân thi đấu. Nhưng ở giải hạng 2 của giải vô địch quốc gia Hy Lạp thì điều ngược lại đã xảy ra. Do không nói được tiếng Anh nên huấn luyện viên Marcelo Bielsa từng phải vật lộn để mà phát âm Ipswich trong cuộc họp báo trước khi từ bỏ nỗ lực này. Và đó là pha tranh bóng với MU, sau đó là biến thành nhường nhịn của hai cầu thủ Newcastle. Xem ra sau giờ tập, họ phải thân mật nhiều hơn để mà có sự ăn ý. Roberto Soldado đã có màn xô xát với Ivan Alejo Peralta trong một trận đấu với Cardiff, và đối thủ của anh ta đã quyết định sử dụng kỹ năng diễn xuất tốt nhất của mình. Còn đây là phong cách khi xem bóng đá của một mút ban chính hiệu. E rằng chỉ khi bàn thắng xuất hiện mới khiến cho anh tạm dừng trong vài lát. Và có lẽ vì phải thi đấu trong bối cảnh không có khán giả do dịch bệnh, Cristiano Ronaldo đã hài hước giả vờ như có cổ động viên chào đón khi mà tiến đến sân thi đấu. May mà giữa họ chưa hề ngứa mắt với nhau, nếu không hành động vô tình này đã biến thành một pha cố ý khiêu khích. Các cầu thủ Brazil đã trải qua khoảnh khắc khó chịu khi khởi động cho trận Brazil gặp Colombia, và đây là khoảnh khắc khi Neymar và Dani Alves bị côn trùng cắn bất ngờ. Một đoạn clip khá vui nhộn về Marvelous Nakamba của Aston Villa đã xuất hiện sau trận thua 4-1 trước West Ham United ngay trên sân nhà. Không rõ đây chỉ là một cách kỳ lạ để Nakamba đối phó với cơn đau hay là anh ta đang cố gắng gây áp lực với trọng tài để trừng phạt đối thủ. Huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá Sierra đã bị sốc khi mà nhầm nhiệt kế với súng khi ông bước vào sân thi đấu. Khi bạn muốn nhặt bóng điều nghệ nhưng kết quả lại biến thành vụng về hơn. Ngôi sao West Ham Pablo Zabaleta từng khiến cho các cổ động viên Chelsea không nhịn được cười khi đã nỗ lực tạt bóng bất thành vào vòng cấm The Blues. Mặc dù đấy là một trận bóng đá, nhưng khoảnh khắc này lại khiến cho người ta có cảm giác như thể đang xem một trận bóng bầu dục. Eden Hazard đã có một pha mắc lỗi ngớ ngẩn vì lỗi dẫm bóng trong trận gặp đối thủ nặng ký Manchester City.
Nhắc đến những người cầm cân nảy mực, không ai ở tầm biểu tượng và được mọi cổ động viên bóng đá nhớ mặt thuộc tên như Colina. Khi ông đã đưa ra một phán quyết, chẳng ai có thể lay chuyển được. Ngay cả những cầu thủ nổi tiếng bặm trợn cũng phải dè chừng Colina, bởi ông đích thực là ông vua sân cỏ. Đúng thật là muốn thực hiện một cú thiết đầu công như Zidane, không phải ai cũng làm được. Ít nhất trước đó bạn phải cạo đầu đi đã. Có lẽ vì thể trạng đã không còn như xưa mà pha xử lý kỹ thuật của Kumalo đã thêm một chút gia vị hài hước. Không biết anh chàng này đang làm gì, nhưng hẳn là lúc này trong đầu đang hiện lên những hình ảnh rất quyến rũ. Trong lúc lui về phần sân nhà, tiền vệ Peter Niemeyer đã vô tình chạm tay vào ngực của một nữ trọng tài. May mà chưa ăn phải cái tát nào. Có thể là vì biết mình cũng chạy quá trướng nên anh chàng đành phải phá bóng luôn ra thế này. Không những để đối phương ghi bàn, thủ thành John Robert Zieler còn phải nhận thẻ đỏ vì hành động hy hữu này. Rất có thể là cầu thủ này đã vận dụng tất cả sức mạnh của mình để đá pen. Kết quả là chẳng còn hơi để mà ăn mừng nữa. Alex Chamberlain đã cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, nhưng thay vì phạt thẻ đỏ tiền vệ người Anh, trọng tài lại truất quyền thi đấu Kieran Gibbs vì nhầm. Chuyện thật như đùa này đã xảy ra ở trận Chelsea-Arsenal. Cổ động viên câu lạc bộ Vitesse đã làm sập một phần khán đài sân vận động Goffert Stadium của câu lạc bộ NEC Nijmegen trong khi họ nhảy lên hò hét ăn mừng chiến thắng. Đây là khoảnh khắc vui nhộn khi mà Kylian Mbappe bị tiếng còi của trọng tài làm cho giật nảy người. Một chú bé mascot của Chelsea từng khiến Steven Gerrard phải mỉm cười trong đường hầm vì bị trôn. Cho dù có ngã thì cũng phải ngã sao cho nó ngầu mới được. Thủ thành Robin Jenner từng có tình huống khiến cho cổ động viên đội nhà thót tim trong trận đấu với Mönchengladbach khi để lạc mất trái bóng trong chân. Khi trận đấu sắp hết giờ và lợi thế đang nghiêng về đội nhà, thủ thành này đã vận dụng biện pháp để câu kéo cho thời gian nhanh kết thúc. Hậu vệ Ryan Bertrand của Saints từng thực hiện một trong những quả ném tồi tệ nhất lịch sử trận đấu và không biết có phải chữa thẹn hay không, anh chàng đã đùa rằng bản thân cố tình làm vậy để lãng phí thời gian. Mãi mê theo bóng và chạy mất kiểm soát thì va chạm như này vẫn là thường gặp trong bóng đá. Sốt ruột khi thấy Ander Herrera tập tễnh rời sân sau một pha va chạm, tiền vệ Matt Noble của West Ham đã tức tốc tới ôm đối phương ra ngoài một cách cảm động thế này. Daniel Udo đã sao chép màn ăn mừng nổi tiếng của Cristiano Ronaldo sau khi giúp Shrewsbury Town xé lưới Liverpool. Trong trận Arsenal đối đầu Man City năm 2005, Robert Pires và Thierry Henry đã có một pha dàn xếp thảm họa khi đá pen trên chấm 11m, đồng thời cả hai trở thành trò cười vì pha dàn xếp này. Bất chấp tính chất của một trận giao hữu, trọng tài vẫn quyết định phạt Ronaldinho thẻ vàng nhưng lại rút nhầm thẻ đỏ. Tiền vệ điển trai Kaka không ngờ rằng hành động bịt miệng người bạn thân Aurelien Colin bên phía New York Red Bulls lại phải nhận quả đắng. Nguyên nhân của chiếc thẻ này chính là vì tội làm náo loạn trên sân. Người ta thường nói quả tam ba bận, nên khi không thể tận dụng được cơ hội thì đành chấp nhận thôi. Trong lần hiếm hoi xuất hiện ở đội hình chính của Tottenham đầu năm ngoái, Ali lập tức để lại ấn tượng với pha té cười bò lăn thế này. Đám đông chính là sự yểm hộ tốt nhất, đồng thời cũng chứng minh cho câu nói rắm thúi là cái rắm không kêu. Đây cũng được xem là một trong những phản ứng hài hước nhất lịch sử bóng đá khi có một anh chàng lực lưỡng giống Camara phải bật khóc như một đứa trẻ vì phải nhận thẻ đỏ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào.